Chào tất cả anh em nha. Bữa nay thì mình xuống dưới Long An các bạn ơi. Ngay thành phố Long An cách khoảng 2 km. Mình đã đến nhà của anh Vinh chơi. Thì ảnh cũng có một cây mai. Thấy cũng khá là đẹp, muốn giao lưu với anh em. Đây gốc mai nằm trong phía bên đây. Thấy cái dáng này nó cũng khá là đẹp nha bạn. Cây em thấy cũng tương đối là này, tương đối đẹp. Đây cái bồ đề đó. Cây này thì kêu phu thê cũng được, kêu song thụ cũng được bạn ơi. Chúng ai thích kêu gì đó thì kêu. Cây này thì bông 5 cánh, 7 cánh rồi. Số điện thoại ảnh thì mình có để phần tiêu đề các bạn. Em nào mà thích cúc mai này thì ảnh liên hệ với ảnh để được cái giá. Cái này hai gốc. Vợ chồng lâu năm thì nó dính lại nhau. Đế thì nổi trên mặt đất 90% mọi người. Cây này nhiêu năm mà anh biết mà anh? Cây này lúc anh trồng á. Trồng nay xuống đất là phải gần 10 năm rồi đó. 10 năm nha. Ở đó trên chậu nhưng mà xuống đất có 10 năm rồi. Này do mình ít về nhà chăm sóc hay sao anh? Đúng rồi, ít về chăm sóc nên không có thời gian chăm sóc. Cây này thì bán kính cái tàn nó rơi vào khoảng 1m7. Còn chiều cao của gốc mai này thì nó rơi vào khoảng hơn 3m. Sơ cho anh em, ảnh này nó không có thời gian do làm công việc á, không có thời gian chăm sóc. Anh muốn giao lưu gốc mai này. Giá cả thì mình cứ liên hệ bạn ơi để biết cái giá. Ví dụ anh em thuận mua vừa bán, được giá thì anh em đến anh em giao lưu. Còn không được giá thì mình kết bạn với nhau, nhiều khi mốt có thể giao lưu cây khác, không mua cây này được thì mình mua cây khác các bạn. Khá đẹp. Cái này thì mình đem về mình chăm sóc lại bạn ơi. Với ai mình tàn nhánh này kia mình cũng phải chỉnh sửa lại chút xíu. Đưa lên chậu thì nói chung là nó sẽ đẹp hơn lúc mà mình ở dưới đất các bạn. Rồi, giờ bắt đầu mình vô mình đo cái vành cho anh em xem nha. Vành 73. Nhiều. 73 vành. Rồi, ok. Rồi cái thân này thì đo từng thân luôn cho nó dễ. Bốn mươi ba là đo thân trên nha, thân nhỏ, chỗ nhỏ quá. 42. Nói chung là hai cây này tương đối đều nhau. Cúc số 2 nha anh em. Giờ anh không chăm sóc á, không có thời gian nó lo làm công việc không chăm sóc nên số mai này nó lá nó không có được đẹp. Nhưng mà khi anh em đem về thì chăm sóc thì nó sẽ khác. Quay sơ cho anh em xem cái bộ đế của mai này. Mình nhìn thấy cái trên đây thì do ánh nắng sáng đó, nó chói á, cũng quay không có được rõ chi tiết cho mấy. Đế này em thấy nó ra cũng đều đẹp như vậy.
Cây này thì bông năm cánh luôn, hoành khoảng 46 bạn. Cây mai này nhiêu năm rồi anh Vinh? Cây này về đây trồng là cái chục năm rồi đó, còn của người ta thì mình không biết. Vậy mình trồng chậu ha. Nhà anh có trồng cũng một số bông trang mà cũng có ý định giao lưu luôn. Anh em nào khoái về trang á thì có thể liên hệ với anh. Bên đây cũng có một cây trang cũng khá là lớn. Trang cái này có dáng thác đổ mà, cái này về tại do cái chậu này nó thấp quá, hai nghiêng á, với hai không chăm sóc nữa. Cái này mình về mình đem về, nếu mà anh em nào mê trang thì đem về có thể mình tạo dáng lại. Nói chung là số điện thoại của ảnh của mình táp lên tiêu đề, mà anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với ảnh để biết thêm thông tin về giá cả nha bạn. Chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại bạn ơi.